Vi Oanh chính thức lên tiếng về lùm xùm chữa trâu 12 tháng gây xôn xao dư luận. Thời gian gần đây, Vi Oanh đã khiến netizen không khỏi hoang mang khi trở thành nhân vật chính trong câu chuyện mang thai tận 12 tháng. Theo đó, vào tháng 3 năm 2021, Vi Oanh tiết lộ mình đang mang thai ở tháng thứ 8. Tuy nhiên, đến tháng 7, nữ ca sĩ mới tuyên bố sinh con. Không ít khán giả cho rằng có thể mẹ bầu Vi Oanh đã nhầm lẫn về thời gian mang thai. Mới đây, phía Vi Oanh đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Người thân của nữ ca sĩ cho biết hiện gia đình Vi Oanh thống nhất không muốn liên quan gì đến các drama mà mọi người tự đặt ra, tự soi cho đến khi có kết quả của tòa án. Trong tình hình dịch phức tạp và sức khỏe sau sinh chưa hồi phục, bên Vi Oanh sẽ không đưa ra thêm bất cứ thông tin gì khác để không bị sao nhãng thông tin. Thực tế là hôm giờ chị Oanh không được giữ điện thoại để gia đình và bác sĩ yên tâm vì sau sinh phụ nữ rất yếu cả về tinh thần và sức khỏe, còn phải lo chăm sóc con. Trước đó, cộng đồng mạng xôn xao soi một chi tiết bất thường liên quan đến chuyện bầu bí của Vi Oanh. Cụ thể, vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, trên trang cá nhân, Vi Oanh tung ảnh xác nhận đang mang thai bầu 8 tháng kèm chú thích. Thật ra thì, xong, đi đẻ tập 3. Đây mới là em của ngày hôm nay ạ. Nhiều cảm xúc quá biết nói sao cho hết bây giờ. Quà tặng lớn lao này, ba mẹ và anh chị chỉ biết mong ngóng từng ngày để được gặp con yêu. Bé ngoan của mẹ gần 8 tháng rồi, đạp muốn banh bụng mami rồi. Thời điểm đó, khi chia sẻ trên truyền thông, Vi Oanh cũng cho biết mình đã ở tháng thứ 8 của thai kỳ. Thế nhưng, đã gần 4 tháng trôi qua, đến ngày 14 tháng 7 vừa qua, netizen lại phát hiện ra Vi Oanh mới chính thức hạ sinh nhóc tỳ thứ 3. Điều này khiến khán giả cảm thấy vô cùng thắc mắc, vì nếu cộng lại, thành ra nữ ca sĩ đã lâm bồn sau tận 12 tháng mang thai. Nhiều người không rõ cuối cùng thực tế Vi Oanh đã mang bầu bao lâu. Trên thực kỳ, thời kỳ mang thai của một người phụ nữ thường kéo dài khoảng 9 tháng. Đến nay, ghi nhận trên thế giới chỉ có duy nhất bà Bueller Hunter nắm giữ kỷ lục tuyệt đối của loài người khi mang thai tận 12 tháng 10 ngày. Tuy nhiên, không ít fan cũng bênh vực và cho rằng có thể do mẹ bầu Vi Oanh nhầm lẫn về thời gian mang thai, hoặc có thể là cô rơi vào trường hợp mang thai 12 tháng hiếm có. Ngay sau đó, Vi Oanh đã lặng lẽ cho bay màu status khoe mang bầu 8 tháng vào ngày 23 tháng 3 năm 2021 sau khi bị soi điểm bất thường. Rất nhiều người đang cảm thấy khó hiểu về hành động này của Vi Oanh. Tuy nhiên, trên thực tế, status này chưa hề bị xóa khỏi trang cá nhân của Vi Oanh. Để tránh những ồn ào không đáng có, hiện Vi Oanh đã chuyển bài viết này sang chế độ bạn bè trên Facebook. Chiều 14 tháng 7, Vi Oanh đã công khai loạt ảnh bé nhóc tỳ thứ 3 để thông báo mẹ tròn con vuông. Không giấu được niềm hạnh phúc khi chào đón thiên thần nhỏ, Vi Oanh chia sẻ: "Con ra đời trong niềm hân hoan hạnh phúc khôn tả của ba mẹ, anh chị và gia đình nội ngoại hai bên và lời chúc lành của mọi người khắp nơi." Theo thông tin được hé lộ, nhóc tỳ thứ 3 của nữ ca sĩ đồng sanh nặng 3,3 kg, bé trộm vía khỏe mạnh, lanh lợi và bụ bẫm. Đáng chú ý hơn cả, sau khi trải qua loạt drama lúc cận kề ngày sinh, nay Vi Oanh thông báo sẽ hạn chế sử dụng điện thoại ít nhất là một tháng để dành thời gian ở cữ và chăm sóc gia đình nhỏ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết vẫn sẽ lộ diện nếu có việc đặc biệt quan trọng. Có lẽ mẹ bị muốn hạn chế những lùm xùm trên mạng xã hội làm ảnh hưởng đến tâm lý nên mới ở ẩn để tạm lánh như thế kia. Ngoài ra, Vi Oanh cũng dành lời cảm ơn tình cảm và trấn an người hâm mộ rằng cô vẫn ổn sau bao nhiêu thị phi vừa qua. Trước đó, hôm 11 tháng 7, Vi Oanh đã đăng thông báo sẽ kiện Hoa hậu Thu Hoài để đòi lại danh dự. "Mọi oan ức mà tôi phải chịu đựng đến hôm nay cũng từ do sự đặt điều vu khống của bà Thu Hoài từ trước năm 2019, khi tôi với bà ta không có thù oán gì. Tôi đã làm việc với luật sư và chính thức khởi kiện bà Nguyễn Thị Thu Hoài. Đã đến lúc cần làm hết một lần cho rõ, nhờ pháp luật anh Minh trả lại sự công bằng trong sạch cho tôi." Hiện nhất cử nhất động của Vi Oanh đều lọt vào tầm ngắm các thánh soi vi biết. Mọi trạng thái bình luận của nữ ca sĩ đều gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.